series những câu hỏi lý thuyết STA hay sai Dân gian ta có câu Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an STA nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài 5, 4, 3, 2, 1 Đáp án của chúng ta chính là đáp án B các em ạ Vậy tại sao nó lại là đáp án B này Thì mình biết rồi Đề bài ở đây hỏi là este có mùi thơm của hoa nhài thì chính là este benzin acetat công thức là CH3 COO CH2 C6H5. Nhớ cho thầy nhá, benzin là CH2 C6H5. Rất nhiều bạn bị nhầm benzen là benzin vì thế nên các em cho đó là nhóm C6H5. Đừng nha, benzin phải là C6H5 CH2. C6, Vậy chúng ta xem đáp án B của chúng ta này. CH3 COO CH2 đính với cả vòng benzen đó chính là nhóm C6H5. Vậy đáp án chính xác của chúng ta ở đây chính là đáp án B.